Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam. Bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo trong vòng thi thứ hai và hãy cùng chào đón sự trở lại của hai mẹ con, mẹ Thúy An và con gái Kha Thi.
Ở vòng thi thứ 3 tỏa sáng, chỉ còn lại hai cặp đôi người chơi mà thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiết mục đầu tiên trong vòng thứ 3. Hãy cùng chào đón sự trở lại của hai mẹ con, mẹ Thúy An và con gái Cathy. Dạ, con chào nội, chào cô Tư, chào chú Nghĩa, chào cô chú mấy về. Mẹ ơi, tới nhà nội rồi nè. Ủa sao mẹ đi lâu quá ta? Mẹ ơi, tới rồi nè. À, mẹ biết rồi, con gái đi từ từ coi chừng té. Trời, chào mấy cô, mấy chú, chào bà con tôi mới về. Ủa mà có gì con gái kêu mẹ dữ vậy? Nói cho mẹ nghe coi. Mẹ nghe nè. Tên gọi tự hào về thăm để thấy để mà yêu hơn. Mẹ, vậy kỳ này nghỉ hè mẹ cho con ở quê ngoại chơi nha. Ừ, kỳ này nghỉ hè mẹ cho con ở về ở với nội hết mùa hè luôn, con chịu không? Dạ chịu. Yeah. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.